Chào các bạn đến với chương trình học hành trình nhân sự cùng với Helen. Các bạn ơi, trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành để chúng ta thiết kế một cái phiếu lương để chúng ta gửi cho người lao động các bạn nhé. Các bạn cũng biết được rằng là gì ạ? Từ luật lao động năm 2019 thì luật có đề cập là gì ạ? Người lao động, người sử dụng lao động phải, tức là công ty, doanh nghiệp thì phải gửi cái bảng thanh toán lương, cái phiếu thanh toán lương cho người lao động. Vậy thì có thể nói là từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì cái nội dung về cái việc gửi phiếu lương ấy là một cái yêu cầu bắt buộc mà doanh nghiệp chúng ta phải gửi cho người lao động rồi, đúng không ạ? Vậy thì trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế một cái phiếu lương để chúng ta gửi cho người lao động. Cái phiếu lương này, nội quan trọng nhất trong cái video này là chúng ta sẽ hiểu được là gì ạ? Tại sao chúng ta lại cần đề cập đến những cái chỉ tiêu, những cái hạng mục trong cái phiếu lương này? Hoặc là có một số bạn thì mới bắt đầu vào làm công tác tính lương thì cũng chưa hiểu hết về những cái chỉ tiêu trong cái phiếu lương này. Hoặc có một số bạn đang thiết kế những cái phần mềm nhân sự chẳng hạn, thì các bạn cũng muốn có cái phiếu lương nó có đầy đủ những cái thông tin để các bạn đưa vào phần mềm. Ok, nào chúng ta hãy bắt đầu ngay và luôn vào cái nội dung của video ngày hôm nay các bạn nhé. Rồi, phiếu thanh toán lương tháng bao nhiêu, năm bao nhiêu đó, đúng không ạ? Cả tiếng Việt và cả tiếng Anh. Họ tên nhân viên, mã nhân viên. Các bạn cũng biết được rằng là trong công ty thì chúng ta quản lý người lao động theo mã nhân viên để tránh cái trường hợp là tên người lao động bị trùng lặp. Ok, tiếp theo nữa là phòng ban, chức danh, ngày vào công ty và ngày nghỉ việc. Cái ngày vào công ty chúng ta sẽ đưa vào để chúng ta biết được rằng là cái trường hợp mà người lao động người ta vào công ty trong cái tháng tính lương thì có thể dẫn đến cái việc là người ta không có đủ công trong cái tháng đó, đúng không ạ? Hoặc là người ta vào công ty nhưng trong cái thời gian người ta vừa có cái ngày công chính thức, vừa có cái ngày công thử việc, thì trong tháng đó chúng ta sẽ biết được rằng là gì ạ? Người ta có lương chính thức và người ta có lương thử việc. Ok, ngày nghỉ việc để chúng ta biết được rằng là những cái người mà trong cái tháng đó người ta nghỉ việc thì người ta sẽ không có đủ công, đúng không ạ? Vậy thì cái đường dữ liệu ngày vào công ty và ngày nghỉ việc cũng khá là quan trọng và chúng ta nên đưa vào phiếu lương các bạn nhé. Rồi, trong cái phiếu lương này chúng ta chia những cái nhóm thông tin, đúng không ạ? Nhóm thông tin đầu tiên đó là nhóm thông tin về ngày công hay là working day. Ngày công thì chúng ta có ngày công hưởng lương, tức là cái ngày công mà người lao động người ta đến công ty của chúng ta để làm việc. Ok, trong đó tiếp theo nữa đó là chúng ta có ngày công thực tế và ngày công thực tế thử việc và ngày công thực tế chính thức. Ngày công thực tế thử việc và ngày công thực tế chính thức chúng ta phải chia ra, bởi vì các bạn biết được rằng là gì ạ? Rất nhiều những cái công ty là người ta áp dụng cái mà mức lương trong thời gian thử việc là khác với mức lương trong thời gian chính thức. Luật quy định trong thời gian thử việc doanh nghiệp phải trả ít nhất 85% lương cho người lao động. Vậy thì ví dụ công ty của chúng ta áp dụng là gì ạ? Trong thời gian thử việc lương chỉ bằng 85% trong thời gian chính thức thôi, thì đó là cái lý do vì sao chúng ta đề cập đến ngày công thử việc và ngày công chính thức ở đây. Bởi vì rõ ràng là 85% thì lương của thử việc và lương của chính thức sẽ là khác nhau. Ok, rồi tiếp theo nữa đó là ngày nghỉ lễ thử việc và ngày nghỉ lễ chính thức. Ở đây chúng ta sẽ có ngày nghỉ lễ thử việc và ngày nghỉ lễ chính thức. Ok, ngày tại sao phải chia ra ngày nghỉ lễ thử việc và ngày nghỉ lễ chính thức? Bởi vì ngày nghỉ lễ, ví dụ ngày 2 tháng 9, người lao động được nghỉ và có hưởng lương. Vậy thì trong cái ngày nghỉ lễ đó, lương một cái bạn thử việc và một cái bạn chính thức sẽ hưởng cái lương khác nhau. Bởi vì bạn thử việc thì bạn chỉ được hưởng 85% thôi, trong khi đó bạn chính thức sẽ được hưởng 100%. Rồi, ngày nghỉ bù nghỉ phép áp dụng cho thời gian thử việc và thời gian chính thức. Vậy thì cái nghỉ bù mình lưu ý các bạn một chút, đó là từ theo luật lao động năm 2019 thì chúng ta có thể thấy là luật lao động 2019 đã bỏ đi cái quy định liên quan đến nghỉ bù, đúng không ạ? Tức là người ta không còn đề cập đến cái quy định liên quan đến nghỉ bù sau một cái thời gian người lao động làm thêm giờ nữa.
Tuy nhiên thì thực tế hiện nay có một số doanh nghiệp người ta vẫn áp dụng bởi vì sao? Bởi vì là người ta có những cái chính sách mà người ta đưa người ta mang từ những cái năm trước đó sang. Vậy thì nếu như doanh nghiệp của các bạn có cái việc mà áp dụng nghỉ bù trong cái thời gian làm thêm thì các bạn cũng cần phải cân nhắc lại. Rồi chúng ta nghỉ ngừng việc trong thời gian thử việc và nghỉ ngừng việc trong thời gian chính thức. Vậy thì nghỉ ngừng việc thì các bạn biết rồi, đúng không ạ? Luật 2019 thì có đề cập là gì ạ? Nếu như ngừng việc dưới 14 ngày thì phải trả lương ít nhất bằng lương tối thiểu vùng. Còn ngừng việc trên 14 ngày thì phải đảm bảo với việc là 14 ngày đầu tiên thì phải ít nhất phải bằng lương tối thiểu vùng. Sau đó những ngày tiếp theo thì do hai bên thỏa thuận, đúng không ạ? Tiếp theo nữa đó là nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội và nghỉ thai sản hưởng bảo hiểm xã hội. Ở đây thì chúng ta có thể tách ra nghỉ ốm và nghỉ thai sản riêng, bởi vì chúng ta biết được rằng là gì ạ? Cái chế độ ốm và cái chế độ thai sản thì nó sẽ có những cái chế độ nhỏ ở phía bên trong. Ví dụ như là ốm thì chúng ta có bạn thân ốm, nghỉ ốm dài ngày trong con ốm. Còn thai sản thì chúng ta sẽ có cái chế độ là gì? Khám thai, nắm hút thai, sinh con, lao động nam, nghỉ vợ sinh, vân vân, đúng không ạ? Tiếp theo nữa đó là ngày công chuẩn Standard Working Day. Đây là cái ngày mà chúng ta sẽ căn cứ để tính lương. Vậy thì đối với ngày công chuẩn thì các bạn cần phải hiểu là công ty của các bạn đang quy định như thế nào trong cái quy chế lương thưởng cũng như là trong cái nội quy lao động. Ví dụ công ty của chúng ta quy định là ngày công chuẩn bao gồm tất cả những cái ngày trong tháng trừ đi những ngày nghỉ hàng tuần, đúng không ạ? Vậy thì nếu mà như vậy thì các bạn có thể thấy là ngày công chuẩn nó sẽ bằng số ngày trong tháng trừ đi ngày nghỉ trong tuần và bao gồm cả những cái ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ holiday có hưởng lương. Rồi nghỉ không lương, unpaid leave và số ngày chưa làm việc đã nghỉ việc. Vậy thì cái ngày nghỉ không lương này sẽ áp dụng cho cái trường hợp mà người lao động người ta có việc nhưng người ta đã nghỉ hết phép rồi, đúng không ạ? Ví dụ có một bạn A, bạn ấy đã nghỉ hết 12 ngày phép trong năm. Bây giờ bạn xin nghỉ thêm 2 ngày vì lý do là nhà bạn ấy có việc, bạn ấy nghỉ và quản lý người ta đồng ý. Vậy thì đó là cái trường hợp mà người ta nghỉ không lương. Còn cái số ngày chưa làm việc và đã nghỉ việc ở đây thì sẽ áp dụng cho những cái trường hợp là người lao động người ta vào trong tháng. Mình lấy ví dụ là chúng ta đang tính lương của tháng 5 năm 2022. Vậy thì một người lao động người ta vào ngày mùng 10 tháng 5 thì rõ ràng trong cái tháng đó người ta sẽ có những cái ngày chưa có làm việc, đúng không ạ? Tương tự như vậy sẽ có những cái trường hợp nghỉ việc. Một bạn nghỉ việc vào ngày 16 tháng 5. Vậy thì bạn ấy sẽ có những cái ngày mà bạn ấy chưa làm hết ở trong tháng 5. Vậy thì trong cái hai cái trường hợp như vậy sẽ được đề cập trong cái số ngày chưa làm việc và đã nghỉ việc ở đây. Rồi, xong cái trường thông tin về ngày công, chúng ta chuyển sang cái trường thông tin về các khoản thu nhập thực tế trong tháng. Chúng ta có thông tin về ngày công và từ thông tin về ngày công đó chúng ta sẽ tính ra được các khoản thu nhập tương ứng. Ví dụ chúng ta có ngày công thực tế thì ngày công thử việc chúng ta tính ra được lương thử việc, ngày công thực tế chúng ta tính được theo lương thực tế, lương ngừng việc, lương theo sản phẩm ABR, đúng không ạ? Thưởng kinh doanh, thưởng hiệu quả công việc hàng tháng và thưởng theo công việc quả công việc hàng quý, lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả công việc cuối năm, thưởng lễ Tết, thưởng các khoản bổ sung khác. Rồi chúng ta có tiền làm thêm giờ, các khoản phụ cấp trực tăng ca trực đêm, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thu hút, phụ cấp độc hại nguy hiểm, phụ cấp ăn trưa, đúng không ạ? Phụ cấp ăn trưa các bạn lưu ý là 730.000 sẽ là miễn thuế, còn phần cao hơn 730.000 sẽ là chịu thuế. Phụ cấp xăng xe đi lại là khoản chịu thuế. Phụ cấp nhà ở trả vào lương. Mình lưu ý một chút liên quan đến những cái khoản hỗ trợ nhà ở. Nếu như phụ cấp nhà ở trả vào lương, các bạn nhé, nếu như phụ cấp nhà ở trả vào lương thì cái phụ cấp đó phải tính thuế, phải chịu thuế hoàn toàn. Ví dụ công ty của chúng ta có phụ cấp nhà ở cho cán bộ công nhân viên là 1 triệu một tháng và 1 triệu đó được chuyển cùng với, được thanh toán cùng với kỳ lương ở trong cái bảng lương thì cái 1 triệu đó sẽ là cái khoản chịu thuế 100%. Còn nếu như công ty của chúng ta áp dụng cái tiền nhà trả hộ hay là tiền nhà trả thay, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta thuê một cái bác nước ngoài, bác ấy sang, công ty của chúng ta có thuê một cái nhà cho bác ấy ở và công ty của chúng ta ký hợp đồng với bên thuê nhà, trả tiền cho bên thuê nhà.
có đầy đủ hóa đơn chứng từ. Và vậy thì đó là cái trường hợp là tiền nhà trả hộ, tiền nhà trả thay, công ty của chúng ta trả hộ tiền nhà, trả thay tiền nhà cho bác ấy mà, đúng không? Vậy thì trong cái trường hợp tiền nhà trả hộ và tiền nhà trả thay đó, các bạn có thể thấy được rằng lợi ích của người lao động nhận được nó khác với cái lợi ích mà chúng ta chuyển tiền nhà vào lương cho người lao động. Bởi vì các bạn biết được rằng là tôi chuyển tiền hỗ trợ tiền thuê nhà vào lương 1 triệu thì cái lợi ích mà người lao động nhận được ở đây đó là bằng tiền. Còn nếu như chúng ta thuê nhà cho người lao động để ở thì cái lợi ích mà người lao động nhận được ở đây đó là cái việc người ta được ở với căn nhà mà không phải trả tiền. Ok, vậy thì nếu như tiền nhà trả hộ, tiền nhà trả thay thì là các bạn nhớ là đó là khoản chịu thuế, nhưng làm sao ạ? Nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế chưa bao gồm tiền nhà, đúng không ạ? Thì các bạn cũng sẽ phân biệt được hai cái trường hợp nó là như vậy các bạn nhé. Tiền nhà, hỗ trợ tiền nhà, gọi là phụ cấp tiền nhà, nếu mà trả bằng tiền chuyển cùng với kỳ lương hoặc là trả bằng tiền mặt thì đó là cái lợi ích bằng tiền chịu thuế 100%. Còn tiền nhà trả hộ, tiền nhà trả thay thì là khoản chịu thuế nhưng chịu thuế không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế chưa bao gồm tiền nhà. Ok, rồi phụ cấp điện thoại trả vào lương. Nói về cái câu chuyện phụ cấp điện thoại thì cái video số 149 của mình có nói về cái phụ cấp điện thoại có chịu thuế hay không. Vậy thì hiện nay đối với chúng ta có hai cái công văn của Cục Thuế Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó thì Cục Thuế Hà Nội người ta quan điểm rằng tiền khoán chi điện thoại, tức là cái khoản phụ cấp điện thoại là khoản tiền miễn thuế nếu như nó được đề cập một trong những cái hợp đồng, những cái hồ sơ hợp đồng lao động, quy chế thưởng, quy chế tài chính của công ty. Nhưng đối với Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thì người ta quan điểm rằng nếu như phụ cấp điện thoại mà dưới dạng bằng tiền, cái lợi ích người lao động nhận được bằng tiền thì sẽ là khoản phải chịu thuế, đúng không ạ? Thì cái phụ cấp liên quan đến cái phần hỗ trợ điện thoại chỉ được miễn thuế khi mà công ty gọi là cung cấp cái dịch vụ viễn thông cho người lao động một cách miễn phí. Mình là ví dụ như là công ty có một cái chính sách là đối với các anh chị trưởng phòng thì các anh chị đó được công ty mua cho một cái sim, đúng không ạ? Mua cho mỗi người có một cái sim điện thoại. Và cái lợi ích người ta nhận được ở đây đó là người ta có thể nghe điện thoại, gọi điện thoại mà không mất tiền. Bởi vì cuối tháng thì công ty sẽ thanh toán cái cước viễn thông đó cho bên viễn thông người ta xuất một cái hóa đơn mang tên, mang địa chỉ, mang mã số thuế của công ty. Vậy thì đó là cái trường hợp người lao động được miễn thuế. Còn đối với Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thì người ta quan điểm nếu như cái phụ cấp điện thoại mà trả vào lương thì đó là khoản chịu thuế các bạn nhé. Thì liên quan đến cái phụ cấp điện thoại, các bạn cũng có thể thấy hiện nay hai cục thuế lớn nhất nước, đó là Cục Thuế Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, người ta đang có những quan điểm nó hoàn toàn khác nhau. Ok, phụ cấp khác và phụ cấp khác thì ví dụ các bạn có những cái phụ cấp khác ngoài những cái phụ cấp mà nêu ra ở đây thì chúng ta có thể liệt kê vào. Ví dụ chúng ta có cái phụ cấp chúng ta có cái phụ cấp chuyên cần chẳng hạn, đúng không ạ? Chúng ta có tiền chuyên cần, người lao động nào đi làm đủ tháng không có nghỉ một ngày nào thì chúng ta sẽ cho người ta khoản là 1 triệu chẳng hạn, thì đó chính là một cái phụ cấp chuyên cần. Rồi điều chỉnh, liên quan đến điều chỉnh thì mình có lưu ý với các bạn là chúng ta cần phải phân biệt được điều chỉnh trước thuế hay là điều chỉnh sau thuế. Điều chỉnh trước thuế other gross adjustment, điều chỉnh trước thuế có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là các bạn phân biệt cái việc là điều chỉnh trước thuế và điều chỉnh sau thuế qua hai cái chỉ tiêu các bạn nhé. Thì chỉ tiêu thứ nhất đó là cái khoản điều chỉnh đó nó có làm ảnh hưởng đến cái thuế thu nhập cá nhân hay không, đúng không? Ảnh hưởng ở đây có nghĩa là sao? Ảnh hưởng ở đây có nghĩa là nó có được tính vào trong cái khoản thu nhập chịu thuế để ra cái thu nhập tính thuế, để từ đó nó làm tăng cái số PIT, cái số thuế phải nộp của người lao động hay không, đúng không? Cái thứ hai nữa là đó là gì ạ? Cái khoản đó thì nó có làm tăng cái chi phí của công ty, tăng cái total company cost hay không? Ok, vậy thì khi mà các bạn muốn thêm, các bạn muốn điều chỉnh một cái khoản trong bảng lương thì cái quan trọng nhất các bạn cần phải xác định được đó là nó là khoản điều chỉnh trước thuế hay điều chỉnh sau thuế. Vậy thì có ví dụ, có một cái số, ví dụ một cái khoản điều chỉnh trước thuế, mình lấy ví dụ như là khoản tiền làm thêm giờ của tháng trước mà chúng ta bị quên, đúng không ạ? Ví dụ tháng trước người lao động có làm thêm 5 giờ,
trong quá trình tính lương vội quá, chúng ta quên mất chúng ta chưa có tính 5 tiếng làm thêm đó của người lao động. Vậy thì trong cái lương của tháng 5 này, chúng ta tính lương, chúng ta sẽ cộng thêm cái số tiền tương ứng với 5 giờ làm thêm của tháng trước. 5 giờ làm thêm của tháng trước tương ứng với 2 triệu, chúng ta sẽ cộng 2 triệu vào trong cái tháng này. Vậy thì các bạn hình dung là lương, cái khoản amount làm thêm thì nó sẽ được chia ra thành OT, overtime, chịu thuế và overtime miễn thuế. Ok. Tuy nhiên, đó là cái khoản điều chỉnh trước thuế bởi vì có hai cái lý do, đúng không ạ? Một là cái khoản overtime chịu thuế nó sẽ làm thay đổi cái thu nhập chịu thuế, thay đổi cái thu nhập tính thuế, từ đó nó có thể nó làm thay đổi cái thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Cái ý thứ hai nữa đó là cái khoản tiền làm thêm đó nó là tiền của công ty, đúng không ạ? Nó là tiền của công ty, tức là nó sẽ được trả bởi công ty, nó được paid by company. Do đó thì nó sẽ làm thay đổi cái total company cost. Bởi vì đó là cái ví dụ mà chúng ta cần phải đưa vào trong cái mục điều chỉnh trước thuế. Rồi, còn điều chỉnh sau thuế truy lĩnh đó là những cái trường hợp nào ạ? Điều chỉnh sau thuế đó là những cái trường hợp mình lấy ví dụ như là các bạn hiểu bản chất của cái điều chỉnh sau thuế thì đó không phải là tiền của công ty, đúng không ạ? Nó không phải là tiền của công ty. Thế cho nên nó không làm thay đổi cái chi phí của công ty. Không làm thay đổi chi phí của công ty, không làm thay đổi cái total company cost. Ví dụ như là chúng ta chuyển tiền hoàn thuế cho người lao động. Vậy thì các bạn hiểu nếu như công ty của chúng ta đã áp dụng hình thức trả lương là gross, chúng ta đối với những cá nhân ủy quyền quyết toán thuế, khi mà người lao động thừa thuế chúng ta chuyển vào bảng lương cho người ta, chuyển cùng với bảng thanh toán lương, thì người lao động thừa 2 triệu tiền thuế thì 2 triệu tiền thuế đó là tiền của người lao động chứ không phải tiền của công ty. Vậy thì khi mà chúng ta đưa vào bảng lương, chúng ta sẽ đưa vào cái mục là điều chỉnh sau thuế, đúng không ạ? Hoặc là có một cái số những ví dụ nữa, ví dụ như là người lao động làm hư hỏng công cụ, dụng cụ, tài sản của công ty thì phải có trách nhiệm là đền bù thiệt hại, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta đã ký kết thỏa thuận với người lao động là anh làm hỏng cái công cụ dụng cụ của công ty chúng tôi, cho nên là anh phải bồi thường cái khoản là 1 triệu đồng, người lao động đã đồng ý xác nhận rồi. Vậy thì bản thân chúng ta trừ cái 1 triệu trong cái tỷ lương này thì đó là cái điều chỉnh sau thuế các bạn nhé. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta vừa mới xong cái những cái hạng mục liên quan đến cái khoản thu nhập thực tế trong tháng. Chúng ta đến sang cái phần khấu trừ. Vậy thì khấu trừ ở đây chúng ta sẽ đề cập là gì ạ? Người lao động người ta khấu trừ những cái khoản nào? Vậy thì liên quan đến cái khoản khấu trừ của người lao động thì chúng ta có khấu trừ bảo hiểm bắt buộc, công đoàn, phí, đúng không ạ? Bảo hiểm bắt buộc thì chúng ta sẽ có những cái trường hợp người lao động có thể đóng bảo hiểm khác nhau. Mình lấy ví dụ, người lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì đóng tất cả các loại bảo hiểm, đúng không ạ? Bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người lao động có hợp đồng từ 1 đến 3 tháng, từ 1 đến 3 tháng thì đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, không đóng bảo hiểm y tế và thất nghiệp các bạn nhé. Người lao động có đồng thời 2 hợp đồng lao động thì sẽ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại cái nơi giao kết hợp đồng đầu tiên, đóng bảo hiểm y tế tại cái nơi mà người ta có cái mức đóng cao nhất, và đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại cả hai, tại tất cả các công ty, đúng không? Thế thì đối với bảo hiểm xã hội thì các bạn cũng sẽ cái việc đầu tiên ấy là các bạn cần phải xác định được là cái người lao động đó người ta thuộc cái đối tượng đóng những loại bảo hiểm nào, bởi vì rõ ràng qua mà ba cái ví dụ mà mình vừa mới nói thì các bạn thấy được rằng là không phải lúc nào người lao động người ta cũng đóng 10,5%, công ty cũng đóng 21,5% đâu ạ. Và sẽ có những cái trường hợp là người lao động người ta chỉ đóng có bảo hiểm xã hội thôi, đúng không ạ? Rồi, thì sau khi chúng ta đã phân loại được, chúng ta đã xác định được người lao động thuộc đối tượng đóng những cái loại bảo hiểm nào, thì chúng ta sẽ tính ra được cái mức đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp do người lao động người ta tự đóng, đúng không ạ? Còn liên quan đến công đoàn phí trade union hay là chúng ta còn gọi là union fee đấy, đúng không ạ? Vậy thì cái union fee này thì mình lưu ý các bạn hai cái gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng đầu tiên đó là công ty của chúng ta chỉ được thu cái tiền công đoàn phí nếu như
công ty của chúng ta có công đoàn cơ sở, đúng không ạ? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như công ty của chúng ta có công đoàn cơ sở thì chúng ta sẽ được thì chúng ta mới được phép là thu cái đoàn phí của người lao động. Còn nếu như không có thì sẽ không được thu, các bạn ấy không được thu tiền đoàn phí. Rồi, đấy là cái lưu ý đầu tiên. Cái lưu ý thứ hai nữa đó là cái tiền đoàn phí, cái tiền phí liên quan đến công đoàn do người lao động nộp thì phải dựa trên cái tinh thần tự nguyện của người lao động. Mình thấy có một cái thực tế như sau, đó là có một số công ty thì có công đoàn cơ sở và cứ sau cái thời gian thử việc thì cái bạn tính lương, thì cán bộ tính lương ấy, người ta tự động người ta trừ cái tiền đoàn phí của người lao động là 1% trên cái căn cứ lương đóng bảo hiểm. Vậy thì nếu như mà các bạn tự động trừ như vậy thì nếu như mà nói là về đúng luật thì không có đúng luật đâu ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là cái việc mà tham gia tổ chức công đoàn, chúng ta hiểu một cái logic là gì ạ? Khi người lao động tham gia công đoàn cơ sở thì người ta mới thuộc cái đối tượng là nộp tiền đoàn phí, đúng không ạ? Vậy thì nếu như mà người ta không muốn tham gia công đoàn cơ sở, người ta bảo là tôi không có nhu cầu tham gia công đoàn cơ sở, thì người ta sẽ không thuộc đối tượng phải đóng cái tiền đoàn phí đấy đâu ạ. Do đó thì các bạn lưu ý nên làm chặt chẽ một chút, đó là các bạn không nên tự động khấu trừ tiền đoàn phí trong bảng lương, mà các bạn phải trao đổi với gọi là ban chấp hành công đoàn, tức là những cái cán bộ công đoàn đấy, để người ta đi gọi là giống như là cái việc là người ta vận động cho người lao động, người ta ký vào một cái đơn tự nguyện tham gia công đoàn các bạn nhé, thì nó mới là đúng bản chất. Và đối với cái tiền công đoàn phí này thì các bạn lưu ý thêm cái gạch đầu dòng thứ ba nữa, đó là nó sẽ đóng trên 1% căn cứ đóng bảo hiểm nhưng không vượt quá 10% của mức lương cơ sở. Tại thời điểm hiện nay mức lương cơ sở là 1490, vậy thì tại thời điểm hiện nay cái tiền đoàn phí của người lao động không được vượt quá 10% nhân với 1.490.000 là không được vượt quá 149.000 các bạn nhé. Ok, tiếp theo đó nữa chúng ta tính ra cái thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Thuế thu nhập cá nhân thì chúng ta sẽ đề cập đến cái thu nhập chịu thuế được chi trả trong tháng, tất tần những cái khoản chúng ta nêu thu nhập trên này, thì chúng ta sẽ xem là khoản nào là khoản chịu thuế để chúng ta tính ra được cái khoản thu nhập chịu thuế trong tháng. Ngoài ra thì chúng ta cũng đề cập đến những khoản thu nhập chịu thuế mà được chi trả ngoài bảng lương. Ok, đó là những cái trường hợp nào. Mình lấy ví dụ như là công ty của chúng ta vào cái dịp và sinh nhật của công ty thì công ty của chúng ta có tặng cho tất cả người lao động trong công ty mỗi người một cái tay phone rất là xịn sò, trị giá là 2 triệu, đúng không ạ? Vậy thì cái tay phone trị giá 2 triệu đó là khoản tiền phải chịu thuế. Chúng ta thấy được rằng là gì, một số người lao động người ta lên người ta hỏi là công ty tặng tay phone, vậy thì cái lợi ích mà tôi nhận được ở đây là một cái tay phone chứ không phải là bằng tiền, mà tại sao tôi lại phải chịu thuế, đúng không? Vậy thì các bạn hiểu một cái bản chất vấn đề là như sau. Nếu như các bạn nghe, chúng ta trong luật thuế thu nhập cá nhân chúng ta có một cái nội dung đó là thu nhập từ quà tặng, đúng không ạ? Thu nhập từ quà tặng thì chỉ chịu thuế 10% trên cái thu nhập vượt quá 10 triệu thôi, đúng không ạ? Vậy thì người lao động người ta bảo là vậy thì tôi hiểu là cái tay phone đó là quà tặng thì tôi không phải chịu thuế, bởi vì là nếu mà quà tặng thì chỉ chịu thuế trên cái phần thu nhập vượt quá 10 triệu thôi. Cái thu cái tay phone đấy 2 triệu thì tôi nghiễm nhiên tôi chưa chịu thuế, có đúng không? Vậy thì xin thưa với các bạn là nếu như có một cái khoản mà nếu như có một cái hình gọi là có một cái phần thưởng, đúng không ạ? Có một cái khoản thu nhập mà công ty trả cho người lao động, nếu như muốn được coi là quà tặng thì theo quy định của luật thuế thì nó phải được đăng ký quyền sở hữu cá nhân đối với cơ quan nhà nước, đúng không ạ? Ví dụ công ty của chúng ta tặng cho mỗi người lao động một cái xe máy. Vậy thì xe máy thì các bạn biết được rằng là người lao động có thể đăng ký quyền sở hữu mỗi cái xe máy tự với một người đối với cơ quan nhà nước. Nhưng rõ ràng cái việc bật tay phone, một cái headphone thì không đời nào, tức là không khi nào mà chúng ta có thể đăng ký được cái quyền sở hữu với cơ quan nhà nước đâu ạ, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy được rằng là gì ạ? Trong cái trường hợp đó, cái tay phone đó không xác định được, không thể
quy nó vào là thu nhập từ quà tặng được, bởi vì rõ ràng chúng ta không đăng ký cái tài phone đó với cơ quan nhà nước được, đúng không? Người lao động không thể nào từng người lên đăng ký quyền sở hữu tài phone với cơ quan nhà nước được. Do đó thì cái tài phone đó không được xác định là quà tặng, mà không được xác định là quà tặng thì vẫn chịu thuế như bình thường, đúng không? Vậy thì ví dụ như là công ty của chúng ta tặng mỗi người lao động một cái tài phone trị giá 2 triệu, thì chúng ta sẽ phải đưa cái khoản thu nhập 2 triệu đó vào cái khoản thu nhập đã chi trả ngoài bảng lương để tính thuế của người lao động các bạn nhé. Ok, và có một cái lưu ý nữa, đó là các bạn chỉ đưa cái khoản thu nhập 2 triệu tài phone đó vào để tính thuế thôi, để tính ra cái số thuế phải khấu trừ thôi, nhưng các bạn không được đưa nó vào cái khoản tổng thu nhập của người lao động, đúng không ạ? Bởi vì nếu như các bạn tính ra, các bạn mà không có bỏ nó ra khỏi tổng thu nhập của người lao động, thì các bạn sẽ dẫn đến cái việc các bạn tính ra cái lương thực lĩnh cũng như là cái company cost của người lao động sẽ bị sai. Ok, rồi giảm trừ bản thân và người phụ thuộc, chúng ta sẽ tính ra một cái số tiền ở đây. Ví dụ người lao động có một người phụ thuộc, chúng ta lấy một người phụ thuộc nhân với 4.400.000 mức giảm trừ cho một người, và giảm trừ cho bản thân của người phụ thuộc là 11 triệu một tháng, thì chúng ta sẽ tính ra được cái self and dependent deduct ở đây. Ok, từ cái thu nhập chịu thuế chúng ta trừ đi các khoản giảm trừ, bao gồm giảm trừ giá cảnh bản thân, giảm trừ giá cảnh người phụ thuộc và bảo hiểm bắt buộc phần đóng của người lao động trên này, thì chúng ta sẽ tính ra được cái thu nhập tính thuế. Lưu ý các bạn nhé, lưu ý là chúng ta không đưa cái tiền đoàn phí để chúng ta trừ ra cái thu nhập tính thuế. Có một số bạn mình thấy là các bạn lấy thu nhập chịu thuế, các bạn trừ đi giảm trừ gia cảnh, các bạn trừ đi bảo hiểm, các bạn trừ đi cái tiền đoàn phí ở đây. Vậy thì các bạn lưu ý là tiền đoàn phí không được trừ để tính ra cái thu nhập tính thuế đâu các bạn nhé. Tức là trong cái thu nhập tính thuế thì các bạn chỉ có lấy là gì ạ? Thu nhập chịu thuế trừ đi giảm trừ gia cảnh, trừ đi bảo hiểm bắt buộc phần trong của người lao động thôi. Có một số hạng mục nữa, ví dụ như là hưu trí tự nguyện với lại từ thiện nhân đạo, nhưng những cái trường hợp đó là những trường hợp ít gặp, thì chúng ta cũng ít khi chúng ta đề cập. Ok, hình thức khấu trừ thuế theo mình thì chúng ta cũng nên đề cập ở đây để cho người lao động người ta được rõ, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta khấu trừ, hình thức khấu trừ thuế là lũy tiến hay là 10% hay là 20% thì chúng ta có thể đề cập rõ ở đây. Rồi, từ cái thu nhập tính thuế và cái hình thức khấu trừ, chúng ta sẽ tính ra được cái số thuế mà người lao động người ta phải nộp. Rồi, từ đó thì chúng ta có cái phần thực lĩnh, đúng không ạ? Chúng ta có cái phần thực lĩnh ở đây. Cái phần thực lĩnh thì nó sẽ bằng tất cả những cái tổng thu nhập ở trên này trừ đi những cái khoản người lao động người ta phải khấu trừ. Ví dụ bao gồm thực lĩnh thì sẽ bao gồm tổng thu nhập trừ đi bảo hiểm bắt buộc phải nộp, trừ đi công đoàn phí phải nộp, trừ đi thuế thu nhập cá nhân phải nộp, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ ra được cái tiền thực lĩnh. Một số công ty áp dụng cái trường hợp tạm ứng cho người lao động, ví dụ như là chưa đến kỳ lương đâu nhưng mà người lao động xin tạm ứng 5 triệu, vậy thì cái lương còn nhận được của tháng này nó sẽ bằng tổng số tiền thực lĩnh trừ đi cái số tiền tạm ứng, đúng không ạ? Tiền thực lĩnh là 10 triệu, người lao động đã tạm ứng 5 triệu thì lương còn nhận được chỉ có 5 triệu thôi, đúng không? Rồi, trên đây là cái phiếu lương, các bạn ạ, trên đây là những cái phiếu lương nó rất là đầy đủ. Bạn nào mà đang làm cái phần mềm nhân sự thì có thể tham khảo cái phiếu lương này, bởi vì nó có rất đầy đủ những cái thông tin. Và trong cái phiếu lương này thì chúng ta cũng đừng quên đề cập đến cái vấn đề là yêu cầu người lao động bảo mật tất cả những cái thông tin trong cái phiếu lương này. Và mọi thắc mắc thì sẽ là hướng dẫn người lao động là liên hệ với phòng nhân sự, liên hệ với chị A, email là a.nguyen và số máy lẻ là bao nhiêu đó, đúng không ạ? Ok các bạn ơi, trên đây mà mình và các bạn vừa cùng nhau đồng hành để chúng ta xây dựng cái phiếu lương cho người lao động các bạn nhé. Rất là hy vọng cái video này có thể giúp ích được cho các bạn trong công việc của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.